nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và Hoa hậu Phương Lê lần đầu nói rõ chuyện tương lai. Sau thời gian đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện, Hoa hậu Phương Lê và nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân tìm thấy được nhiều điểm chung và trở thành bạn bè thân thiết. Có cơ duyên gặp gỡ và trở thành bạn bè cách đây khoảng một năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và Hoa hậu Phương Lê dành thời gian để thực hiện những chuyến từ thiện cùng nhau. Mới đây, cả hai về Tây Ninh thăm hỏi, động viên và trao tặng 50 triệu đồng cho chàng trai bị bỏng 80% và bị mất đi đôi chân vì cứu mẹ. Bên cạnh đó, Phương Lê và Vũ Luân còn ghé thăm trại trẻ mồ côi để lì xì, tặng nhiều quà bánh và chơi đùa cùng các bé có hoàn cảnh đặc biệt tại đây. Ngoài ra, trước đó cả hai cũng giúp đỡ bà con miền Tây 30 xe bồn nước sạch trong lúc người dân nơi đây đối mặt với hạn hán kéo dài và hạn mặn. Trong những chuyến từ thiện, Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 Phương Lê thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc thân thiết bên cạnh con nuôi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Vì cả hai đều còn độc thân nên người hâm mộ của cặp đôi thường xuyên đẩy thuyền và đặt nhiều hy vọng cả hai sẽ thành đôi. Trước nhiều thắc mắc của người hâm mộ về chuyện tương lai với nghệ sĩ Vũ Luân, người đẹp quê Trà Vinh cho biết, Phương Lê và anh Luân chưa bao giờ nói trước điều gì hết vì tất cả là tự nhiên và chân thành. Chúng tôi may mắn gặp nhau ở thời điểm cả hai đều chững chạc, sự nghiệp thành công nên có điều kiện đồng hành để cùng nhau đóng góp cho xã hội nhiều hơn mỗi ngày. Anh em chúng tôi cũng tâm đầu ý hợp về cách nhìn nhận tình cảm tốt đẹp và cùng nhau tốt lên, hơn hết là giúp mọi người xung quanh tốt lên. Song song đó, Phương Lê cũng nhấn mạnh cô không có kế hoạch hay đặt ra mục tiêu cho chuyện tình cảm. Tất cả mọi chuyện cô đều thuận theo cảm xúc của mình. Trong khi đó, Vũ Luân cũng chia sẻ, chúng tôi thương nhau thật nhưng bằng trái tim nhân hậu, lòng nhân ái rất riêng. Ai cũng có công việc bận rộn nhưng chúng tôi sẽ sắp xếp để đi cùng nhau trong các chuyến thiện nguyện. Chia sẻ tình yêu thương đến mọi người. Được biết, trong thời gian sắp tới, Vũ Luân và Phương Lê sẽ tiếp tục thực hiện nhiều dự án cộng đồng cùng nhau. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.